Cụ bà 78 tuổi bị bỏ rơi ở nhà hoang, người cháu giận về cưu mang nói gì? Thông tin từ người cháu đón cụ bà 78 tuổi bị bỏ rơi về nuôi dưỡng. Mặc dù có 3 người con trai, nhưng không ai nhận nuôi cụ bà bệnh nặng và bỏ rơi cụ ở căn nhà cũ 7 đến 8 năm trời, Thủy Tiên. Những ngày gần đây, thông tin cụ bà 78 tuổi nằm một chỗ bị con dâu và cháu nội bỏ ở nhà hoang ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau đã khiến dư luận phẫn nộ. Theo đó, trước thông tin cụ bà Tiêu Thị An bị con dâu và cháu nội chở về bỏ ở căn nhà cũ của bà trước đây, rồi được ông Dương Văn Lây, cháu gọi bà An bằng dì, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Rơi, Cà Mau, trước về chăm sóc, ông Nguyễn Phương Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi, cho biết sẽ chỉ đạo công an huyện kết hợp Ủy ban Nhân dân xã Tân Thuận làm rõ hành vi ngược đãi của người con dâu. Trao đổi với Thanh Niên, ngày 20 tháng 6, ông Lây cho biết, hôm nay, sức khỏe của dì tôi yếu nhiều hơn hôm trước. Sáng nay, lúc cháu dì không ăn được, gia đình có rước bác sĩ về khám cho dì. Nhưng bác sĩ bảo, dì bị bệnh đường ruột rất nặng, cộng với nhiều bệnh của người già nữa, nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của dì, không biết dì chống chọi được bao lâu. Dì tôi có 4 người con trai, người con trai đầu mất cách nay hơn năm, trước đây, dì tôi ở với người con thứ tư. Sau đó, người con thứ tư chở dì đến nhà người thứ hai ở Bình Dương về nuôi, nói sẽ quay lại đón. Nhưng không đến đón, nên người dâu thứ hai chở dì tôi về Giá Rai, Bạc Liếu, giao cho hai người con của dì ở đây. Hai người này từ chối không nhận, nên người con dâu chở về lại bỏ dì ở nhà cũ, ông Lây cho biết. Đến thời điểm hiện tại, đã 5 ngày ông Lây đón cụ An về nhà chăm sóc, thì không có cuộc điện thoại hỏi thăm của hai người con trai và các cháu nội của cụ. Dù sao họ cũng là con ruột, cháu nội tôi điện báo nhưng không ai nghe điện thoại. Họ nhẫn tâm với chính mẹ mình là chuyện của họ, còn trách nhiệm của tôi hiện giờ là cố lo cho dì thôi, ông Lây bộc bạch. Có thể cuộc sống quá khó khăn ở đất khách quê người, dì lại bệnh nặng, trong lúc túng quẫn họ chở dì tôi về nhà cũ của dì như thế, ông Lây nói tiếp. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Phương Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi, Cà Mau, cho biết sẽ chỉ đạo công an huyện kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tân Thuận làm rõ hành vi của người con dâu. Huyện cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thuận nhanh chóng làm các thủ tục nuôi dưỡng cộng đồng cho bà An. Huyện cũng đã cử đoàn công tác của Phòng Lao động Thương binh Xã hội đến gia đình ông Lây thăm hỏi bà An, đồng thời trao một số tiền hỗ trợ ông Lây chăm sóc bà An. Thủy Tiên, TH.